mình. Thưa các bạn, ai cũng biết uống rượu sẽ tàn phá cơ thể như thế nào. Tuy nhiên, trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thì rượu lại là thức uống không thể thiếu trong công việc, những bữa tiệc, những buổi liên hoan. Đặc biệt hơn với những người làm công tác ngoại giao, kinh doanh và những người hay phải đi tiếp khách hoặc những người nghiện rượu thì họ phải uống rượu hàng ngày, hàng giờ và kết quả là sau 20 đến 25 năm thì gan bị tàn phá mức nhẹ là viêm gan hoặc xơ gan, thậm chí nặng là ung thư gan, dẫn đến tác dụng thải độc của gan không còn nữa và hệ quả là sinh ra nhiều bệnh tật khác nhau. Thực tế ở nước ta, theo một số thống kê từ các bệnh viện, số bệnh nhân phải nhập viện để điều trị bệnh xơ gan do uống rượu quá nhiều có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Khoảng 1/4 số bệnh nhân nằm tại khoa tiêu hóa gan mật là xơ gan, phần lớn là do rượu. Rượu chính là thủ phạm gây xơ gan đứng hàng thứ hai, chỉ sau siêu vi viêm gan B. Phần lớn những ca ung thư gan là xảy ra trên nền gan xơ. Ngoài tác hại cho gan, rượu bia còn gây ra những bệnh nan y khác như giảm trí nhớ, bệnh tim mạch, bệnh u xơ, bệnh ung thư. Rượu bia làm tăng tệ nạn xã hội, rượu bia làm giảm hạnh phúc gia đình. Ở nước ta còn có một số loại rượu thủ công do tư nhân tự nấu được gọi là quốc lủi. Rượu quốc lủi có chứa tỷ lệ cao các độc tố như aldehyde, methanol, furo, 235mg trong 1 lít rượu. Các độc tố này trong quốc lủi đều cao hơn 3 đến 80 lần so với tiêu chuẩn cho phép của Bộ Y tế. Không may là lượng rượu này đang chiếm 90% lượng rượu thị trường do đa số những người uống rượu ở Việt Nam sử dụng thường xuyên loại rượu này. Các chất độc trên khi đi vào cơ thể được chuyển hóa thành các chất kịch độc là những chất gây ung thư cao. Điều này giải thích vì sao những người uống rượu thường xuyên thì sau 20 năm là bị xơ gan dẫn đến ung thư gan. Biết vậy nhưng không thể loại bỏ rượu ra khỏi cuộc sống được, chúng ta chỉ còn một giải pháp hạn chế các độc tính của nó mà thôi. Một thiết bị của công ty cổ phần thiết bị NT ra đời để loại bỏ độc tố trong rượu, giúp rượu được an toàn hơn, hạn chế các tác hại gây ra đối với con người, đó là máy lão hóa rượu NT102. Với các công dụng, loại bỏ hoàn toàn các độc tố có trong rượu như aldehyde, methanol, furo, bảo vệ lá gan người uống rượu, giúp người uống không bị đau đầu, khô cổ khát nước, khi tỉnh dậy sẽ không có cảm giác mệt mỏi và tỉnh táo như bình thường. Các phân tử rượu khi được xử lý qua máy sẽ được chia nhỏ ra, do đó tăng cường khả năng thẩm thấu và đào thải rượu. Tính chất này sẽ giúp người uống rượu nhanh say nhưng nhanh tỉnh và khi tỉnh dậy sẽ thấy mình khỏe mạnh như bình thường như chưa hề uống rượu. Máy khử độc tố và lão hóa rượu Wipro với những công dụng như sau: khử độc tố trong rượu như aldehyde, methanol, ester, furfuron, rượu bậc cao. Rượu sau xử lý uống êm hơn, không gắt, dễ uống, hạn chế khát nước, khô cổ, đau đầu khi uống nhiều rượu. Lão hóa được các loại rượu như rượu vang, vodka, rượu nấu, xử lý 20 phút, cho ra rượu tương đương rượu hạ thổ từ 5 đến 10 năm. Máy khử độc tố và lão hóa rượu Wipro với các thông số kỹ thuật như sau: kích thước 180x180x300mm, công suất điện 50W, dung tích 2 lít, điện áp 220V AC 50Hz, vật liệu inox 304-201. Với thiết kế nhỏ gọn, tiện sử dụng, máy khử độc tố và lão hóa rượu Wipro là sự lựa chọn đúng đắn và cần thiết cho mỗi gia đình. Máy khử độc tố và lão hóa rượu Wipro, món quà yêu thương trao gửi tâm tình.